Sài Gòn vừa di chuyển ngang qua khu vực khu công nghiệp Tân Bình và vẫn tiếp tục di chuyển trên đường Trường Chinh. Ở đây là cầu Tham Lương. Cầu Tham Lương thời gian này đã được xây dựng rất là rộng rãi, cho nên việc di chuyển qua cầu cũng rất là dễ dàng, không còn kẹt xe như trước đây. Đây là ngã ba đường Nguyễn Văn Quá. Đường Trường Chinh này ở phía giữa là làn dành cho xe ô tô. Lúc này nắng Sài Gòn đã vượt qua ngã tư Lạng Sương và đang có mặt tại quốc lộ 22. Đây là hướng đi từ quận 12 di chuyển về huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. Vừa rồi các bạn có thấy đó là cầu vượt bộ hành để cho hành khách có thể di chuyển qua bên bến xe An Sương một cách an toàn. Muốn di chuyển về thị trấn Hóc Môn thì ngoài việc đi ở ngoài ở quốc lộ 22 này, chúng ta còn có thể di chuyển ở con đường ở Sông Hành ở phía bên trong, cách đây khoảng cách con đường quốc lộ 22 này khoảng 200m thì sẽ đường sẽ vắng hơn và dễ dàng di chuyển hơn.
đây là ngã tư với đường Nguyễn Anh Thủ nha các bạn. Như các bạn thấy rằng thời tiết khá là nắng ha, nhiệt độ bên ngoài trời lúc này có thể đã lên đến khoảng 35 độ. Trời không có một bóng mây luôn. Bên đường thì các bạn có thể thấy những cái xe trái cây. Ở khu vực Hóc Môn này có một cái chợ thực phẩm nông sản Hóc Môn, và cũng là nơi cung cấp thịt heo cho toàn thành phố. Về đêm thì các đại lý, các tiểu thương ở các chợ thì sẽ đến đây, đến khu vực chợ Hóc Môn này để lấy hàng. Vượt qua ngã ba với đường Lê Thị Hà thì nắng Sài Gòn đang di chuyển ở trên khu vực huyện Hóc Môn. Nếu đi thẳng con đường này thì mọi người có thể đi đến được huyện Củ Chi ha. Và đây là cũng là hướng đi Tây Ninh, nếu mọi người muốn đi tham quan khu vực tỉnh Tây Ninh hoặc là núi Bà Đen thì cũng sẽ di chuyển trên quốc lộ 22 này. Đây là ngã tư với đường Bà Triệu, khu vực này cũng có rất là nhiều xe trái cây nha, bán nước, bán rau. Trước mặt các bạn có thể thấy là một chiếc xe ba gác chở hàng quá khổ ha, và tình hình xe rất là đông cho nên là các bạn có thể thấy đằng xe ô tô đang đi vào làn bên trong để tránh kẹt xe.
phía trước là đường Lý Thường Kiệt, là đường đi vào trung tâm hành chính của thị trấn Hóc Môn. Và Nắng Sài Gòn cũng xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem và bye bye nhé. Chiếc xe to đang chờ đèn đỏ dẫn đến ùn tắc tại ngã tư với đường Lý Thường Kiệt.